Kính chào quý vị tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy này, tại Bệnh viện Bạch Mai nơi đây đang hội chẩn toàn viện các bệnh nhân vụ cháy chung cư mini. Trước đó vào khuya 12 tháng 9, bệnh viện đã tiếp nhận gần 30 bệnh nhân từ vụ cháy, trong đó thì hai bệnh nhân đã tử vong ngoài viện. Ngay lập tức, khởi động quy trình cấp cứu hàng loạt, làm trống toàn bộ A9 để sẵn sàng cấp cứu cho khoảng 30 đến 40 nạn nhân. Các bệnh nhân đang được cấp cứu và điều trị tại ba khoa, trong đó khoa nhi có 7 bệnh nhân, bệnh nhi nhỏ nhất 8 tháng, lớn nhất 10 tuổi. Các bệnh nhân nhi lâm sàng ổn định nhưng tinh thần thì không ổn định. Nhận định ban đầu của bệnh viện, các bệnh nhân chủ yếu tổn thương là ngạt khói, đa chấn thương do nhảy thoát khỏi đám hiện còn 3 trường hợp nặng phải thở máy. Thưa quý vị, từ vụ việc trên để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra cháy. Đối với các công trình cao tầng, người dân cần thực hiện theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ như sau. Phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn sẵn có hoặc nghe thông báo. Đồng thời thông báo cho các phòng lân cận. Khi băng qua lửa khói hãy sử dụng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt chùm lên đầu, mặt. Di chuyển cuối không mềm theo tường, mở cửa chú ý tránh lửa tạt. Nếu không thể ra cửa lối thoát an toàn hãy ra ban công gọi đến số 114 và ra hiệu. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. những cháy thường xảy ra trong đêm để hạn chế nguy cơ trước khi đi ngủ cần. Kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình da, tắt hương, nến, rút phích cắm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện điện thoại để qua đêm. Thiết bị càng sử dụng để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50cm. Hãy trang bị thiết bị cảnh báo cháy. Thưa quý vị, bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục đường bộ việt nam các sở giao thông vận tải các nhà đầu tư bot yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác bảo trì công trình đường cao tốc bộ giao thông vận tải yêu cầu rà soát các hành lang an toàn đường cao tốc vị trí bị lấn chiếm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương lực lượng thanh tra giao thông xử lý dứt điểm vi phạm cùng với đó phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đường dẫn vào đường cao tốc đồng thời rà soát các vị trí đoạn tuyến đường xuất hiện tình trạng người dân đón trả khách xe khách dừng đổ trái phép trên đường cao tốc và thông báo cho lực lượng chức năng giám sát xử lý nghiêm theo quy định chuyển sang phần tin quốc tế tổ chức thương mại thế giới đã cảnh báo dù xu hướng đảo ngược toàn cầu quá khó có thể trở thành hiện thực nhưng những dấu hiệu phân mảnh đầu tiên đang xuất hiện và có nguy cơ tác động đến tăng trưởng và sự phát triển của các nền kinh tế trong báo cáo thường niên về vấn đề thương mại quốc tế, nhà kinh tế trưởng của WTO Rang Phasea cho rằng trong nhiều thập kỷ, việc mở rộng thương mại toàn cầu đã vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới. Nhưng xu hướng này gần như đã chỉnh lại kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn năm 2008 đến năm 2009. Vấn đề đặt ra là liệu thế giới có đang hướng tới giai đoạn đảo ngược toàn cầu quá hay không? Khi báo cáo cho thấy căng thẳng địa chính trị bắt đầu tác động đến dòng chảy thương mại thế giới, theo WTO, thế giới đã bắt đầu nhận thấy những rạn nước đầu tiên trong hệ thống và sự phân mảnh thương mại có xu hướng kéo theo chia rẽ địa chính trị, đặc biệt sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu đã thông qua sáng kiến trị giá 300 triệu euro, tức khoảng 320 triệu đô la Mỹ, thúc đẩy việc mua chung vũ khí của các quốc gia thành viên. Đây cũng là kế hoạch đầu tiên khuyến khích việc mua chung trong EU. Kế hoạch mua chung này sẽ chứng kiến EU chi trả lên đến 20% các hợp đồng liên quan đến ít nhất 3 quốc gia thành viên EU. Sáng kiến được cho sẽ giúp các quốc gia thành viên EU bổ sung nguồn dự trữ, tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng vũ trang, củng cố ngành công nghiệp châu Âu. Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh các nước EU tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine đã làm cạn kiệt các kho dự trữ quân sự. Trong khi đó, các nghệ sĩ châu Âu lưu ý rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của những tham vọng tăng cường hợp tác quốc phòng trong nội bộ EU. Kế hoạch trên bị bế tắc trong nhiều tháng qua do các nhà lập pháp tranh cãi về phạm vi và ngân sách được đề xuất đã bị cắt bớt từ mức 500 triệu rô. Số tiền còn lại được dành cho mục đích lớn hơn nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí châu Âu mà EU đã thông qua trong những tháng gần đây. Thưa quý vị, tháng 9 tháng của mùa tụ trường, trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đều nô nước tham dự lễ khai giảng thật hoành tráng. Thế nhưng, tại thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học không cần khai giảng cầu kỳ, đơn giản chỉ là vài thầy trò cùng nhau gieo con chữ nhưng tiếng cười của các em học sinh vẫn vang vọng khắp lớp học. Cứ đều đặn từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, căn nhà rộng khoảng 20 m vuông tại số 30D đường Hiệp Thành 23, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lại sáng ánh đèn. Bước đến từ xa đã nghe thấy văn vẳng tiếng đánh vần, đọc chữ của đám trẻ xen lẫn là tiếng giảng bài đầy tâm quyết của người thầy, tất cả tạo nên không gian ấm cúng, rộn ràng của lớp học. Đây chính là bối cảnh quen thuộc tại lớp học tình thương của thầy giáo Huỳnh Quang Khải sinh năm 1993, người để lại ấn tượng với hành trình dân chữ của mình. 16 năm đối với nhiều người là khoảng thời gian quý báu để gây dựng tương lai, xây dựng gia đình, thế nhưng anh Khải lại dành 16 năm của mình để gieo con chữ, cho hàng trăm em học sinh không có điều kiện đến trường. Để trở thành một người thầy như bây giờ không chỉ là vì sự thương cảm giữa người với người mà còn là do cái duyên, nữa. Anh Khải cũng từng là trẻ mồ côi nên anh thấu hiểu được những nỗi niềm của đa số trẻ còn sống ở đây. Năm 2008, thấy trong khu phố nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, mới ít tuổi mà đã phải đi nhặt về chai, bán vé số, rửa bát thuê, mất đi cơ hội được học hành. Chính vì vậy anh đã mở ra lớp học miễn phí cho các em. Ban đầu anh mở lớp cùng với những người bạn nhưng rồi mỗi người một công việc riêng, lớp phải tạm quản một thời gian. Đến tháng 9 năm 2016, dưới sự hỗ trợ từ vợ và cô giáo chủ nhiệm cũ của mình, anh mới bắt đầu xây dựng lại lớp. Nhớ lại ngày ấy, để duy trì, sắm sửa mua trang thiết bị cho lớp học, anh và vợ còn đồng ý bán đi số vàng cưới là của hội môn để hỗ trợ lớp học vợ anh cũng chính là chỗ dựa tinh thần và là bạn đồng hành kề vai sát cánh, ủng hộ việc làm của anh vô điều kiện. Những ngày anh bận đi công tác thì vợ là người đứng lớp thay anh. Trải qua 15 năm với sự góp sức của mạnh thường quân lớp học tình thương Ngọc Việt từ những chiếc bàn, trái bạc bà ngồi học không được chỉnh chu nay đã trở nên khang trang và sạch đẹp hơn rất nhiều. Một lớp học với sắc hồng làm chủ đạo thể hiện mong ước một tương lai tươi sáng của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây. 15 năm gắn với cái tên lớp học tình thương Ngọc Việt, cho đến hiện tại lớp đã có tên mới là điểm học phổ cập phường Hiệp Thành. Dù đổi tên nhưng mục đích của lớp học vẫn giữ nguyên đó là giúp xóa mù chữ miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, chuột le an tọa lạc tại số 53, đường Tôn Đức Thắng, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, được Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao này là Bộ Văn hóa. Thể thao và du lịch xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại quyết định số 84 ngày 27 tháng 4 năm 1990, thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Theo một tài liệu ghi chép từ thư tịch cổ Khmer thì vào giữa đầu thế kỷ 16, một viên quan cai quản vùng sóc trăng tên là Tác đã cho xây dựng một nhà kho để tích trữ sản vật do nhân dân đóng góp. Vì vậy ông đã đặt tên cho vùng đất mình cai quản là Sóc Lê An tiếng Khmer cổ nghĩa là xứ có kho. Khi người Kinh và người qua đến sinh sống và định cư vùng đất này gọi trại âm ra là Sóc Kha Lan rồi dần dần âm sao đọc trại thành Sóc Trăng, cũng theo thư tịch cổ Khmer của chùa Lê An hiện còn lưu giữ. Ngôi chính điện đầu tiên được khởi công xây dựng vào năm 1532 và không biết tồn tại đến bao nhiêu năm. Riêng ngôi chính điện hiện nay được xây dựng hoàn thành vào năm 1918, tức là vào thời gian Đại Đức Lưu Đung làm trụ trì chùa. Trong quá trình xây dựng ngôi chính điện này, nhà chùa có rước hai nghệ nhân tên là Chao và Lao từ Campuchia về tham gia xây dựng. Thưa quý vị, ẩn mình giữa cung điện Di Eom Gung và cung điện Chang Gia Gung ở Seoul, làng bút cho Hanok mang đến sự pha trộn độc đáo giữa nét cổ kính quyến rũ và màu sắc rực rỡ biến đổi theo mùa du khách có thể quay ngược thời gian và hòa mình vào văn hóa hàn quốc qua những ngôi nhà Nội và những con đường hẹp quanh co hãy thử mặc những bộ trang phục truyền thống của hàn quốc trước khi khám phá các phòng trưng bày nghệ thuật quán cà phê và cửa hàng của ngôi làng nhiều địa điểm độc đáo khác nằm gần ngôi làng như công viên nát hay tháp nam sang Ung là những nơi sở hữu khung cảnh ngoạn mục làng bút chọn Nội vào mùa thu mang đến trải nghiệm hài hòa giữa thiên nhiên truyền thống và hiện đại quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt